Kính chào quý khán giả và chào mừng trở lại với không gian quen thuộc của Xe Cộng, điểm hẹn cập nhật những thông tin nội dung mới nhất về thế giới xe trong nước và quốc tế. Trân trọng cảm ơn Tổng công ty Dầu Việt Nam, công ty cổ phần PV Oil đã đồng hành cùng chương trình. Và tôi là Nguyễn Huy, người sẽ đồng hành cùng quý vị cập nhật tin tức tuần này. Và trước tiên, xin mời quý vị cùng đến với tin Xe Cộng. Thưa quý vị, mới đây, VinFast đã công bố hợp tác với AICA, tổ chức hàng đầu về sửa chữa đồng sơn nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống sửa chữa đồng sơn của VinFast VCCN. Đồng sơn ô tô là những kỹ thuật nhằm sửa chữa, lấy lại diện mạo, hình dáng và màu sơn ban đầu của một chi tiết trên xe hay toàn bộ xe. Theo thỏa thuận hợp tác, AICA sẽ cung cấp cho hệ thống sửa chữa đồng sơn của VinFast chương trình phát triển chuyên nghiệp với lộ trình đào tạo đã được công nhận và kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ kỹ thuật viên của hãng theo quy chuẩn quốc tế, đảm bảo các hệ thống trung tâm sửa chữa đồng sơn có các tiêu chí rõ ràng về chất lượng sửa chữa xe theo quy chuẩn thế giới. AICA là tổ chức phi lợi nhuận, tập trung vào sứ mệnh đem đến dịch vụ sửa chữa đồng sơn an toàn và chất lượng cho cả đơn vị sửa chữa và người tiêu dùng. Trước đó, VinFast đã đưa vào vận hành hệ thống xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, hệ thống dịch vụ lưu động 24/7 nhằm hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam tốt hơn. Quý vị và các bạn, trong thời gian tới, bên cạnh VF5 vừa ra mắt, thị trường xe điện Việt Nam sẽ thêm phần sôi động với sự xuất hiện của hai mẫu xe điện Galaxy G6 và M6 với giá mềm tới từ thương hiệu Geely. Theo thông tin từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, thương hiệu Geely từ Trung Quốc đã đăng ký sở hữu độc quyền kiểu dáng cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, giải đèn trang trí và mâm xe của hai mẫu xe điện Geely Geometry G6 và M6 2023 mới. Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng xe là một dấu hiệu cho thấy Geely đã sẵn sàng sản xuất và phân phối mẫu ô tô điện này tại thị trường Việt Nam. G6 và M6 được Geometry ra mắt lần đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 8 năm 2023. Trong đó, Geometry G6 có thiết kế sedan, phạm vi di chuyển tới 620 km, còn M6 mang kiểu dáng crossover, chạy được tới 580 km trong một lần sạc. Hai mẫu xe điện này mang thiết kế tối giản, đèn pha LED, màn hình trung tâm dạng cảm ứng, kích thước lớn đi kèm hệ điều hành Huawei Harmony OS. Ngoài ra, hai mẫu xe này còn có màn hình hấp, cần số dạng cần gạt đặt song vô lăng, sạc không dây và cửa gió điều hòa ẩn. Tại Trung Quốc, mức giá xe điện Geometry M6 và G6 bán ra giống nhau, dao động khoảng 500 đến hơn 600 triệu đồng. Tập đoàn Toyota đã chính thức thừa nhận gian lận trong thử nghiệm tính năng an toàn của xe Toyota. Vụ việc này liên quan đến tổng cộng 88.000 chiếc ô tô cỡ nhỏ do Daihatsu sản xuất. Phần lớn những chiếc xe này đều mang thương hiệu Toyota. Daihatsu, trực thuộc Toyota, thừa nhận đã phân phối ra thị trường 88.000 chiếc ô tô gian lận an toàn thuộc 4 mẫu xe gồm Perodua Asia 2023, Toyota Vios 2023 và Toyota Agya và một mẫu xe chưa được ra mắt. Để vượt qua bài kiểm tra xe mẫu được chỉnh sửa để cửa an toàn hơn khi va chạm bên sườn, nhưng xe bán ra lại không được áp dụng thiết kế này. Toyota đang tiến hành một cuộc điều tra và cho rằng hành vi này là phản bội khách hàng. Tại thị trường Việt Nam, có không ít mẫu xe Toyota sử dụng nền tảng của Daihatsu hoặc do Daihatsu sản xuất, tiêu biểu như Toyota Rise, Vios, Avanza và Veloz. Tiếp tục chương trình là các tin tức khác nổi bật trong tuần qua. Được định vị là mẫu SAV, tức Sport Activity Vehicle, cao cấp nhất của hãng xe danh tiếng từ Đức. BMW X7 2023 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản X-Driver 40i Pure Excellent và X-Driver 40i M-Sport. Có giá từ 6,3 tỷ Việt Nam đồng, BMW X7 2023 khó có thể không đi kèm những trang bị tối ưu. Trong đó có thể kể đến nội thất với hệ thống giải trí Light Cockpit Professionals kéo dài đến 27 inch, dàn loa 20 loa Bauer & Winken, ghế bọc da Merino, điều hòa 5 vùng tự động, ốp nội thất với gỗ tầng bì sám bạc. Với mong muốn tiếp cận nhiều hơn với người dùng Việt Nam, các hãng xe liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi. Cụ thể, trong tháng 5 và tháng 6, nhiều hãng xe cho biết sẽ hỗ trợ lên đến 100% phí trước bạ cho khách hàng mua xe, như hãng xe sang đến từ nước Đức. Mercedes-Benz Việt Nam đã thông báo hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với mẫu xe GLC thế X253 với mức giá từ 1,8 tỷ đồng. Honda Việt Nam cũng cho biết trong tháng 5 này, hãng sẽ phối hợp cùng hệ thống nhà phân phối trên toàn quốc
triển khai chương trình khuyến mại đối với khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán, đó là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, không bao gồm VAT, 1 năm bảo hiểm thân vỏ không bao gồm VAT cùng nhiều quà tặng khác. Mẫu SUV của hãng xe Nhật hiện đang có giá bán khởi điểm từ 998 triệu Việt Nam đồng. Hãng Mini từ Anh Quốc vừa giới thiệu tới khách hàng mẫu xe điện Electric bản Resolute tới người dùng Đông Nam Á. Chỉ có 90 xe được phân phối tới Malaysia. Xe có động cơ điện tầm hoạt động 232 km với một số khác biệt về họa tiết trang trí so với bản thường, còn được gọi là Cooper SE, như là các đường kẻ màu đồng trên mui xe, đường viền lưới tản nhiệt, đèn pha. Xe có mâm 17 inch bắt mắt, màn hình giải trí 8,8 inch, có giá từ 46.000 đô la Mỹ. Hãng xe điện Fisker, một tân binh gia nhập thị trường xe xanh, có trụ sở tại California, Mỹ, vừa ra mắt mẫu xe SUV táo bạo có tên Ocean. Đây là mẫu xe điện có khả năng thay đổi module pin, giúp người dùng không còn phải chờ đợi khi sạc xe. Để đạt được tính năng này, Fisker thiết kế các bộ pin chỉ lớn ngang các hộp giày và có thể tháo lắp, thay thế tại các trạm hoán đổi, hệt như các mẫu xe đồ chơi chạy pin của trẻ nhỏ. Trong quá khứ, NIO là một hãng xe Trung Quốc cũng từng áp dụng công nghệ hoán đổi pin tương tự với hơn 20 triệu lượt sử dụng tại những trạm hoán đổi ở châu Âu và Trung Quốc. Song, hãng xe này hoàn toàn thất bại tại thị trường Mỹ. Thưa quý vị, khi ngành công nghiệp ô tô đang chuyển đổi sang điện khí hóa, mức độ hiệu quả của phương tiện là nền tảng để chế tác sản phẩm. Đối với hãng xe từ nước Đức Mercedes-Benz, việc cải thiện yếu tố này của xe điện trong tương lai đang thuận lợi hơn nhờ sự hợp tác với nhóm công thức một của hãng nhằm giúp giảm trọng lượng xe, cải thiện phạm vi hoạt động, tiết kiệm vật liệu pin. Đó là một lợi thế mà các đối thủ cạnh tranh như Tesla và Volkswagen chưa có được. Trong tiêu điểm xe cộng tuần này, xin mời quý vị cùng cận cảnh hơn với những thử nghiệm và nỗ lực của thương hiệu ngôi sao ba cánh trong phát triển các mẫu xe điện. Mercedes-Benz đã đưa nhóm công thức 1 của mình tham gia vào các quy trình kỹ thuật để chế tạo các loại xe điện EV dành cho thị trường đại chúng. Điều này được cho sẽ giúp tăng hiệu quả, cắt giảm thời gian hoàn thành sản phẩm từ 25% trở lên. Theo giám đốc công nghệ tiên tiến của hãng, công nghệ trong F1 thường sẽ được đưa vào các phương tiện phổ thông, nhưng cách tiếp cận trực tiếp của Mercedes để chế tạo xe điện hiệu quả hơn và nhanh hơn là điều chưa từng có. Năm ngoái, thì Mercedes đã tiết lộ mẫu xe ý tưởng EQXX, một loại xe điện hiệu suất cao, có khả năng đi được quãng đường hơn 1.200 km, được phát triển chung với nhóm F1 của hãng ở Anh. Chúng tôi có một dòng nhiên liệu cố định và điều đó có nghĩa là tất cả thiết kế của chúng tôi, cả động cơ đốt trong, máy điện, thiết bị điện tử công suất hay pin đều phải tính toán từng nguồn năng lượng nhỏ nhất. Cách làm việc là chúng tôi thực sự tập trung vào thiết kế hiệu quả và tối đa hóa hiệu suất. EQXX chỉ mất 18 tháng để phát triển dựa trên kinh nghiệm làm việc nhanh chóng của nhóm F1 để tăng hiệu suất của động cơ và motor điện cũng như khí động học và ma sát lăn. Một phần trong những gì Mercedes có được từ EQXX sẽ là nền tảng xe điện mới để đưa vào sản xuất từ năm 2024. Tốc độ phát triển ngày càng quan trọng bởi những cái tên như là Tesla đã có thể phát triển hoặc điều chỉnh các mẫu xe nhanh hơn nhiều so với các nhà sản xuất ô tô lâu đời. Thậm chí các nhà sản xuất xe điện từ Trung Quốc với tốc độ nhanh hơn đã cắt giảm thời gian phát triển phương tiện xuống mức trung bình chỉ là 2,5 năm. Song đi kèm với điều này, các nhà sản xuất cũng phải dành nhiều nguồn lực nhằm làm cho xe điện hiệu quả hơn, tức là giảm trọng lượng, cải thiện phạm vi hoạt động, sử dụng ít vật liệu pin, vốn đã khan hiếm, và do đó giảm chi phí sản xuất. Chia sẻ với Reuters, một số nhà cung cấp cho biết tính hiệu quả hiện đang được đưa vào một số hợp đồng xe điện khi các nhà sản xuất ô tô tìm kiếm những chiếc xe điện giá cả phải chăng. Chúng ta đang chạy đua để phát triển công nghệ, để mang lại những đổi mới mà chúng ta có thể áp dụng trong tương lai. Và cuối cùng, chúng tôi muốn khách hàng của mình tận hưởng điều đó. Đội ngũ phát triển động cơ F1 của Mercedes tại Brickworth, Anh, hiện đang thực hiện ít nhất là 6 dự án mới để phát triển các bộ phận dành cho các mẫu xe tương lai của Mercedes, như là về pin, biến tần và các thế hệ động cơ mới. EQXX nổi bật với bộ pin có kích thước chỉ bằng một nửa so với chiếc SUV EQS hàng đầu của hãng. Phần cứng điện tử nhỏ gọn và hệ điều hành mới, tất cả cùng với kiểu dáng khí động học ấn tượng cho phép nó có thể di chuyển hơn 1.200 km từ trụ sở của hãng tại Stuttgart, Đức tới đường đua Silverstone, Anh trong một lần sạc. Trên hành trình này, EQXX tiêu thụ 8,3 kWh mỗi 100 km,
tốc độ trung bình là 83 km/h. Để so sánh thì Tesla cho biết Model 3 của họ tiêu tốn 16 kWh trên 100 km. Tôi vô cùng tự hào về thứ mà nhóm phát triển đã kết hợp với nhau với kế hoạch rất chặt chẽ. EQXX là một lời tuyên bố. Đây là mẫu Mercedes hiệu quả nhất từ trước tới nay. Chúng tôi sẽ tạo ra những mẫu xe điện được mong chờ nhất thế giới như là EQXX. Trong toàn ngành công nghiệp ô tô, cuộc đua về tốc độ và hiệu quả đang diễn ra. Với công nghệ mới, cùng các nghiên cứu về thiết kế, kỹ thuật sẽ làm cho xe điện hiệu quả hơn khi sử dụng ít pin hơn, khiến chúng cũng trở nên xanh và chi phí cũng dễ tiếp cận hơn. Thưa quý vị, sau loạt thành công về doanh thu của loạt series Lật Mặt, Lý Hải càng mạnh tay chi khủng để mua đạo cụ làm phim, trong đó có những chiếc xe ô tô. Trước đó ở phần 3 của series, nam nghệ sĩ đã mua tới 4 chiếc xe để thực hiện cảnh quay hành tráng, gồm một xe bán tải, một xe 30 chỗ và hai xe hộp. Tuy nhiên, ngoài đời vị đạo diễn này lại không chi tiêu quá nhiều cho bộ sưu tập ô tô của mình. Lý Hải thường xuyên sử dụng xe Audi TT có giá khoảng 2,5 tỷ đồng để di chuyển. Với kiểu dáng mang đậm phong cách thể thao, Audi TT vẫn thường xuyên là một trong những mẫu xe coupe đáng mua của rất nhiều vị đại gia. Xe sử dụng động cơ 2.0 lít có công suất 230 mã lực và mô men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.600 đến 4.300 vòng trên phút, mang lại khả năng tăng tốc 0 đến 100 km/h trong vòng 5,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 250 km/h. Ngoài Audi TT, đạo diễn của series Lật Mặt còn sở hữu chiếc xe bán tải Jeep Gladiator Rubicon màu xám. Lý Hải tiết lộ sẽ dùng chiếc xe để đi khảo sát cho các cảnh quay trong những bộ phim của mình. Không rõ Lý Hải chi bao nhiêu tiền để mua Jeep Gladiator Rubicon, nhưng giá xe Jeep Gladiator Rubicon phiên bản chính hãng tại thời điểm đó khoảng 4,046 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài vừa qua, nhiều người đã sử dụng ô tô để thực hiện những chuyến đi dài. Chiếc xe có thể đã trải qua nhiều loại địa hình, điều kiện đường xá, thời tiết khiến khả năng vận hành của xe bị ảnh hưởng. Trong quá trình đi xa sẽ có các loại bùn đất bám vào bề mặt sơn, kính, lưới tản nhiệt, dàn nóng, đá dăm và sỏi cũng có thể văng vào xe gây xước sơn, nứt kính. Nếu đi nhiều qua các vùng biển hoặc nơi có độ ẩm cao, hơi ẩm có thể bám vào hốc bánh, gầm xe gây rỉ sét, ăn mòn sau thời gian dài sử dụng. Chủ xe cần vệ sinh lại toàn bộ ngoại thất bao gồm bề mặt sơn, kính, ca lăng dàn nóng, két nước và các hốc bánh xe dễ dám bùn nước và rửa gầm xe. Cần gạt mưa cũng là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới việc lái xe. Cao su cần gạt mòn sẽ không thể gạt hết nước trên kính, ảnh hưởng tới khả năng lái xe khi trời mưa. Ở bên trong, cần vệ sinh lại toàn bộ nội thất vì khi đi dài ngày, khó tránh được việc ăn uống ngay trên xe hoặc chở các loại quà, trái cây, hải sản gây mùi khó chịu. Thức ăn thừa sót lại cũng có thể khiến rán, chuột xâm nhập vào xe. Với việc ô tô đi qua nhiều loại địa hình trong hành trình dài, lốp xe có thể bị ảnh hưởng. Do vậy, cần kiểm tra lốp và hệ thống phanh. Lọc gió điều hòa và lọc gió động cơ cũng nên được kiểm tra bởi xe có thể đi qua các vùng nhiều bụi hoặc thường xuyên lấy gió ngoài gây bẩn, tắc lọc. Điều kiện thời tiết nắng, nóng diễn ra tại nhiều địa phương vừa qua, chủ xe cũng phải bổ sung các loại dung dịch và dầu nhớt nếu cần thiết. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình tuần này. Đừng quên theo dõi những tin tức về đời sống xe, những đánh giá về các mẫu xe mới nhất mà Xe Cộng gửi tới trên VTC1 vào 20h45 phút thứ Bảy và 10h15 phút Chủ nhật hàng tuần, cũng như các nền tảng số của chương trình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần PV Oil đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.